Hello, xin chào bạn. Hello, chào anh bạn, chào anh em, chào mọi người. Bên này mới ngủ dậy cho nên cũng vui trẻ. Trước hết thì chào anh bạn, chào anh em. Sau nữa là chúc đại tướng, gia đình đại tướng của tôi. Hôm nay gia đình đại tướng của tôi có xe mới. À, Thì gì ông không vô like, ông không vô like, ông lo ông lấy xe ông giật ông chạy đúng không, sẵn ông nữa đi là khoe ra đúng không? chắc vậy đó, chắc là À, ông rồi già này đi. chơi không được rồi, Thôi bữa lóc ông luôn, nhốt ông luôn, không cho ông lên luôn. nay tha thứ cho ông, tại ngày này là nghe nói ngày này là ngày gia đình mà đúng không, thì thôi À, dù sao ông cũng sống được 30 năm nữa thì cho cái gia đình của ông cũng là hạnh phúc 30 năm nữa là được rồi, sống 100 tuổi là quá thọ rồi. Nói về gia đình, sự thật á thì những người mà có gia đình đó là những người đó là có hạnh phúc, có đức, có phước. Còn những người mà chưa lập gia đình á thì dĩ nhiên mình nói về, mà nếu mà nói về số phận đó, thì dĩ nhiên có thể cuộc đời cái gì đó hay là số phận chưa đến, hay là cái nợ gì đó chưa đến. Thì nói về bên mà giống như là bất cứ dân tộc nào họ cũng có cái văn hóa gia đình của họ. Giống như là thường thường mà bên bên đạo thì họ có cái giáo lý khi trước khi lấy vợ lấy chồng thì có học về cái giáo lý về gia đình đúng không anh bạn thưa quan? đúng rồi. Xong rồi thì bên giống như là dân thường hay là dân gì đó thì sự thật ở đâu có học mấy cái đó làm gì. Cái thứ nhất bây họ chỉ học về cái truyền thống hay nghe gì đó, nhưng mà nói tóm tắt lại cái mà văn hóa mà học về cái giáo lý mà gia đình đó, cái đó rất là khó. Khó nhưng mà cũng là một cái tốt, cái tác dụng cái tốt để cho những người mà lớn 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 lên đó, họ hiểu biết là làm cách nào để giữ lại cái gia đình của mình hạnh phúc. Nhưng mà cũng khổ là vậy nè, khổ là có nhiều người đó, họ chỉ là giống như là thường thường mà lấy vợ lấy chồng đó, họ thích thôi, cái thích chính vì cái thích đó thì nhiều khi đó họ nghĩ là gia đình của họ hạnh phúc đó, chứ họ không có đi sâu về cái giáo lý này nọ, cho nên nó khổ là khổ vậy. Cho nên nhiều khi mình thấy đó, gia đình ở bên Mỹ thì nếu mà sống như một cái xã hội văn minh, nhiều khi thì cái người nghèo thường thường cái gia đình nó rất là khổ và sẽ xảy ra rất là nhiều chuyện. Cái thứ nhất là vì cái đồng tiền đó, cái nghĩa là cái người nghèo lúc nào họ cũng so sánh với cái đồng tiền đó. Cho nên bạn bè của mình nhiều khi lập gia đình cái cãi nhau tùm lum đó, là chỉ vì gì, chỉ vì cái nước văn minh, vì cái đồng tiền, cho nên họ chạy theo cái đồng tiền đó, cho nên tan vỡ đi cái cục gia đình hạnh phúc của họ. Còn ngược lại những người mà nghèo á thì nhiều khi họ cũng khó khăn quá, cho nên nhiều khi họ chịu đựng không nổi họ cũng tan vỡ nó. Nhưng mà nếu mà người mà hiểu biết về đạo lý á, họ phải chịu đựng khổ đau để gắn bó, cái đó mới gọi là hạnh phúc gia đình. Nó nhưng mà ở bên Mỹ cái thời mà thập niên 90 á, thì cái phong trào của những người Mỹ Đen, là anh em biết Mỹ Đen mà thường thường mà nếu mà nói về gia đình á, là cái số mà tỷ lệ về mà thành công á, rất là ít nếu mà so sánh với dân tộc khác. Cho nên thường thường mà dân tộc Mỹ Đen ở bên Mỹ này là đa số những người phụ nữ họ rất là, phải nói rất là khổ cực. Họ lấy ba bốn chồng rồi gặp Mỹ Đen vô tù, rồi xã hội kỳ thị, rồi tùm lum la đấy. Rồi sau này nó ảnh hưởng đến những bộ tộc khác. Đó, rồi bây giờ nó vẫn ảnh hưởng đến bộ tộc khác ở bên Mỹ, giống như Việt Nam cũng vậy nữa. Cho nên về gia đình đó thì mình tin tưởng nếu mà anh nào mà có cái nhận thức mà yêu thương con cái, lo lắng vợ và lo lắng cái gì đó trong cái công việc, thì nếu mà người vợ hay người chồng á, mà không có so sánh bên ngoài á, thì mình bảo đảm á, là đó là cái cuộc gia đình hạnh phúc. Không có cần phải giàu sang là hạnh phúc đâu, không có phải vậy. Chỉ cần á, mình biết sau á, là cái nào là thuộc về của mình là đủ rồi, không có cần phải là ham muốn cho bay cao này nọ. Rồi
nhiều khi gia đình đó mình phải nói đem lại cái sự vui tươi trong đời. Chứ còn mà nếu mà gia đình đó mà không có con cái nhiều khi cũng buồn lắm. Sự thật là vậy, với 12 vợ chồng mà không có con cái cũng buồn lắm. Mình chưa nói đến người độc thân Đúng nha. rồi. Thấy không? Mình cũng chưa nói về người độc thân. Chứ mới nhiều khi hạnh phúc đi ra đường cả gia đình ăn uống hay là cuối tuần tổ chức ăn uống hay là sum họp về bên ngoại bên nội này nọ đó, cũng có dòng họ hai bên hay này nọ hay là bạn bè tới này nọ đó, cũng là một cái hạnh phúc. Nhưng mà mình nói về đó cái mặt về cá nhân, nếu mình nói về cái mặt xã hội á, thì dĩ nhiên mỗi gia đình phải, cái thứ nhất đừng có bao giờ làm hại gì đến cho cộng đồng nè hay là cho gia đình nè, nó đừng có nói xa gì mà cho đất nước hay này nọ, cộng đồng không có xung quanh cái người hàng xóm mình ở không đó, đừng có làm hại, đừng có làm phiền. Nhưng mà ý mình đừng bao giờ ý mình là giàu có cái xong rồi cái là muốn hát karaoke hay là muốn mở nhạc hay muốn chạy ồ ào ào vậy. Vì cái đó nó ảnh hưởng đến những người xung quanh thì không không có tốt. Cho nên mình về gia đình nó rất là khó chứ không phải là không đâu. À, vì có nhiều người nhưng mà bạn bè của mình rất là nhiều lập gia đình nhưng mà nhiều khi họ không có biết làm cha. Bạn ơi, sự thật là vậy, có nhiều người họ nghĩ là họ làm cha nhưng mà sự thật họ không có biết làm cha. Giống như mình à, mình thì dĩ nhiên số phận của mình thì, nhưng mà nếu mà nói gì ấy thì mình biết biết cách đối xử làm cha như thế nào. Nhưng mà tiếc thay đi, mình số phận mình không không có được may mắn là vậy. Nhưng mà có nhiều bạn mình bạn bè mình cái tối ngày nghỉ là mình nghĩ làm cha thôi thôi, kệ thôi, để nó con cái nó chạy làm gì là nó thả ga vậy đó. Thì mình cảm thấy là nó không có hay. Cho nên gia đình cái cột là người đàn ông trong nhà, người vợ là cái người kề vai với người chồng đó. Cho nên cái người chồng là cái người quan trọng nhất trong 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 gia đình. Mà không biết là anh bạn hay là anh em nào có đồng ý với mình cái điều này không ạ? Cái người Có chồng á, cái người gì? chồng là cái người quan trọng nhất đó. Không biết là anh bạn cho ý kiến gì cái điểm này có được không ạ? Người chồng là trụ cột mà, trụ Đúng cột gia rồi. đình là rõ ràng rồi. Cho nên nếu mà nói về gia đình sự thật thì bất cứ nước nào gia đình của họ, văn hóa của họ, họ cũng gắn bó với này nọ. Nhưng mà thời buổi bây giờ thì chính vì cái sự mà truyền thông rồi cái sự tăng tiến rồi cái sự chạy theo cái sự mà danh lợi đó thì lần lần lại gia đình nó tan vỡ nhiều, con số nó càng ngày càng tăng. Nó ly dị đánh lộn chia tay rồi cặp nhiều vợ này nọ, tại vì cái sự lòng tham của con người á, người ta gọi là lòng tham vô đáy á. Cho nên bây giờ đó là nhiều người họ cũng khổ đau vì cái sự mà tuy là đời tăng tiến nhưng mà chính vì cái tăng tiến gì hệ thống gì sắt này nọ rồi đó. Cho nên nếu mà anh bạn nào mà lập gia đình hay là cô nào lập chồng có chồng thì nếu mà biết hiểu với nhau đó mới gọi là gia đình đó. Chứ còn mà gặp mình mà mình thấy những người mà cái tối ngày cái tôi gia đình mà không có lo, đối với mình không có bao giờ cho họ là gia đình. Mình chỉ cho họ là giống như là chỉ là tạm bợ sống cho qua ngày vậy thôi, chứ đối với mình không gọi là đó là gia đình. Không biết anh bạn có ý kiến gì nữa không anh bạn? Đồng ý các bạn. Đó. Cho nên nhiều khi cái gia đình nó khó lắm bạn ơi, nói thiệt ở Mỹ này mình chứng kiến nhiều lắm rồi, khó lắm. Cho nên có nhiều người họ chính vì cái điểm đó, có nhiều người có vấn đề dành là bạn, chính vì cái điểm đó có nhiều người, một số người là nam và nữ họ không muốn lập gia đình tại vì họ thấy cái cảnh đó nó Vướng chạy bận đúng qua không? vướng Vướng bận bận, vướng trách đó. nhiệm rồi. Đúng đúng đúng, thì cho nên chính vì đó nó họ không có muốn lập gia đình. Nhưng mà cái đó chỉ là một cái, mình nghĩ cái đó là chỉ một cái cớ để họ chạy tội thôi, theo mình là theo mình nghĩ vậy. Không biết là anh bạn nghĩ sao Vấn đề mà bạn bạn dùng từ chạy tội thì cũng đúng, nhưng mà ý mình nói như là thoái thác trách nhiệm đúng không, đúng gọi là thoái thác trách nhiệm. thì có nhiều người á họ cảm thấy là giống như là cái tánh của họ nhiều khi nó họ giống như là đòi hỏi cao quá đó đó, cho nên họ không có tìm được cái người đối tượng. Thì nhiều khi á, thì
họ nghĩ là ô thôi sống vậy cũng hạnh phúc rồi, chứ nhiều khi lập gia đình nó nhiều khi cũng rắc rối đó, họ đổ thừa hoàn cảnh vậy. Nhưng mà đối với mình rất là cảm thấy là hạnh phúc, anh em nào chị em nào có gia đình mình chúc mừng đó, cái đó cái bữa nay là ngày gia đình là mình chúc mừng những ai đã có gia Đúng đình, có con cái, là cái đó là cái thành công nhất trong cuộc đời. Không cần biết là anh giàu nghèo con khỉ gì, cái vấn đề giàu nghèo không có quan trọng, cái quan trọng đây là cái mối tình giữa gia đình với nhau đó, là sống trong xã hội, là cái đó là cái hạnh phúc rồi đó. Thì mình chúc mừng anh bạn gia đình của anh cũng rất là hạnh phúc đó nha. Con cảm ơn cái bạn. cũng con cái này nọ rồi, thì cái cách mà giáo dục đó, là phải nói đâu có dễ gì mà dạy mà giáo dục mà con cái nghe đâu anh bạn, không có đơn giản đâu, không có đơn giản đó. Chắc do mình may mắn á, chắc do mình được may mắn. Thì cái gì nó cũng có một cái đúng là người ta họ nhìn là họ thấy anh bạn ơi. À, cho nên chính vì vậy anh mới có may mắn với mấy bạn bè của mình nè. Trời ơi, lập gia đình một cái tối ngày đó, nó thiệt với bạn, nó thiệt nó nhiều khi đi tới không mà cũng thấy chán rồi, người ngoài họ thấy cũng thấy chán thấy nản thôi. Nhưng mà nếu mà nói gia đình hạnh phúc đó, nó không biết là con số là bao nhiêu, mình cho là 50 50 đến bạn ơi, cho nó chẳng như rồi, chứ còn cho cái tỷ lệ mà hạnh phúc thì cao hơn quá thì cũng không có ai. Đó, mình cho là 50 50, không biết là anh bạn nghĩ sao về cái vấn đề mà 50 50. Đúng không? Thực ra theo mình nghĩ thế này nè, cái cuộc sống mà đúng không, cái xã hội nó nhiều vấn đề bộn bề đủ thứ hết, nhưng mà cái quan trọng đối với quan niệm cá nhân mình nha, quan niệm cá nhân của mình đó, mình nên biết những gì mình nên nên biết hài lòng với những gì mình đang có và mình đang phấn đấu mình làm được, chứ đừng có đứng núi này trông núi nọ. Đúng. Nó theo một cách khác á, mình hay dùng cái từ tếu một chút, nếu mà cứ đứng núi này á, trông núi nọ thì sẽ vô hình chung là chúng ta sẽ đứng núi này thành trông núi lửa, đúng không? Đúng. Cái đó tức là chúng ta hay bị phản tác dụng. Tức là ví dụ chúng ta có quyền ước mơ, có quyền mong ước được cái điều gì đó, nhưng mà chúng ta phải nắm được nó trong tầm tay hay không, trong khả năng hay không, đúng không? Chứ không phải là chúng ta gọi là mơ ước những cái viển vông. Tôi mình nói đơn giản thôi, ví dụ như mình đây mà mình nói tôi sẽ tôi ước gì một ngày nào đó tôi được như như mình như Bác Vượng, thì cái chuyện đó là cái chuyện nó quá viển vông, và cái chuyện đó trong khoa học giả tưởng nó còn không có được nữa. Ai về công nhận không? Tức là Công mình ước, ok mình ước cái gì đó, mình mong ước cái gì thì đơn thuần thì trong cái tầm tay mình, trong khả năng mình thôi, và mình đúng cứ phấn đấu, tức là lần từng bước một đúng vậy thôi, và cố đúng gắng là thể hiện hết cái khả năng của đúng mình, là cho nó làm đó. Theo cái quan điểm cá nhân của mình là như thế. cho nên nhiều khi anh bạn biết có nhiều người tự nhiên sống 30 năm gắn bó với nhau. Đấy nha. Cái tự nhiên nghe nổi chứng sau cái chia tay ly dị. Cái đó là cái người mà hành động là cái người đó là cái người ác đó. Thiệt tình anh đã gắn bó với người ta 30 năm. Gia đình hạnh phúc tự nhiên anh đi đi du lịch nào đó, anh đi tới cái tỉnh nào đó hay là tới cái nào đó, cái tự nhiên cái anh u mê về một cái nhân vật khác hay này nọ hay cái gì đó, cái tự nhiên cái là anh bán đứng, anh phản bội lại đó. Đối với mình là những người đó họ không có trung thành đó. Gia đình không có khác gì giống như là trung thành vậy đó, anh phải trung thành, yêu đậm đà yêu thương đó, vợ con cũng vậy nữa, phải có hiếu đó. Cho nên nếu mà nói về gia đình mình đã nói rồi, đừng bao giờ làm con cưng mà phải làm con có hiếu đó. Đối với mình là con Chữ cưng hiếu đi là đầu, chữ hiếu là rào, chữ đối với hiếu mình phải đi đầu. đúng, đối với mình mà con cưng là không có được, gia đình mà con cưng là không được, anh cưng quá là rút chứ sao vậy, anh cũng hư à, gia đình cũng hư à. Mà nếu mà gia đình mà anh có hiếu, ai cũng hiếu hòa thuận với nhau á, là bảo đảm cái người đó giống như là gia đình hạnh phúc, đơn giản vậy thôi. Bởi vì thường thường mà mình nó đi đời đi đi đâu chơi cái này nọ đó,
mà mình thấy mà thường thường những cái thành phần mà con cưng đó, là mình ít bao giờ mà ấy lắm, mà con có hiếu là cái đó là cái tốt nha đó. Mình là vậy đó, cưng là không có được nhưng mà phải hiếu, đơn giản vậy thôi đó. Thì đối với mình thì gia đình đó, thì mình cũng chúc anh em ai lập gia đình thì hôm nay thì cứ cứ bước theo con đường đến, mình không nói là hết cuộc đời mà mình chỉ nói là đến khi nào mà mình già lại thì mình nhìn lại thì mình thấy được là đúng, mình có trách nhiệm trong một cái vai trò là một người có gia đình hạnh phúc, đơn giản vậy thôi. Ok thôi, mình chỉ có ý kiến nho nhỏ cho anh em và cho anh bạn. Chứ mình Ok, cảm ơn bạn. tại vì anh bạn biết sao, tại nhiều Vâng. khi người ta nói cái thằng này nó nói dốc, nó chưa chưa biết, chưa lập gia đình cho nó không có biết là cái khó khăn gia đình như thế nào, nó phải đặt lên đây nó nói, bởi vì mình chỉ sợ người ta họ ấy vậy, cho nên mình không có muốn chia sẻ nhiều cái khía cạnh khác luôn. Tại vì Ok có bạn. nhiều người họ lập gia đình nhưng mà họ không biết, nhưng mà có nhiều người họ chưa lập gia đình họ biết, nhưng mà cái vấn đề là nó khó khăn gì, cái vấn đề là về cái mặt tiếng tâm á, cho nên mình cũng không có ai thôi. Ok thôi, mình chúc anh bạn hạnh phúc nha. Cảm ơn anh Ok, bạn. cảm ơn bạn. Nhưng mà muốn bạn nhớ nha, muốn lập gia đình bạn thêm chữ hiếu nữa là có hiếu với vợ Ok nha.